chưa? Đi con mẹ mày hú hồn chưa? Từ 300 triệu tao tao còn có điệp mẹ mày, tao còn có 53 triệu. Từ 300 triệu. Bố mày còn 33 triệu. 53 triệu. Ai cứu X3? Rượu má mày tầm này ai cứu X3 đi? Nó khổ lắm rồi. Ví dụ mà nói là mẹ sủ đầu bò này, mẹ mày sẽ chạy nhanh đấy. Bình minh tan nhanh trên gió, anh đi đi tuần thôi mà xe mình chạy 257 mà vẫn chạy ngang với nó à. Mẹ mấy thằng car dealer này, lấy xuống là xuống xe lấy AK bắn chết cha nó mới được. Xe mình xe cảnh sát giờ mát như đây à, mẹ trong này biết sao anh em má, nhiều xe mốt quá. Bây giờ còn khó thắng nữa chứ. Cái ông vụ cướp mà thì không sao đâu anh em, nói chung là do thằng này anh cũng chưa có gọi là hướng dẫn kỹ nữa, thì tình huống sau xảy ra tình huống thì nó cũng không biết làm gì á, nó cũng không biết làm gì tiếp theo á, thì nó nghĩ là mình là cảnh sát thì mình có quyền bắt nó chứ nghĩ gì thôi. Còn nếu mà trên thực tế nó cũng chưa có chơi, nó cũng chưa có roleplay nhiều á, thì cũng chưa có biết được tình huống nên làm gì, cho nên hôm sau thì chỉ xử nó là đình đình chỉ vài ngày hả, không sao hết. Thì anh Khôi bảo, nhưng mà thương đau đầy ải nhân gian ái chưa. Thì là anh Khôi bảo, nhưng mà trên thực tế là nếu tới tình huống đó về bản thân nó cũng phải tự biết làm cái gì anh em. Chị em bạn bè Wow, em ở đây xe đẹp thế có nhở, tarot không em yêu? xe bông mai thôi nhở. Tôi thực tế ngại quá, thế là tôi Thôi bà ơi, ngại rồi, bỏ cho tôi không bịp nữa. Tôi thấy có người không bịp, thế là tôi cảm thấy đáng yên bà. tâm. Bà vừa nói em bài ra Kìa anh. Ủa em bảo ai là tarot à? Không anh ạ, Ừ. em bỏ nghề rồi. Bỏ nghề Ủa, rồi em đã em là cô gái tóc trắng hôm qua đấy à? Vâng anh Đúng ạ. rồi. Trời ơi. Tốt nhất là em nghĩ là thôi anh ạ. Bọn em Ok. ngồi đây tâm sự nghe hát thôi chứ không có bói gì Ủa, như là. anh thấy nghề đấy cũng hợp lý mà, sao lại bỏ nghề vậy em? Bỏ nghề sớm thế, vừa làm được một ngày. Em thấy hơi đánh vào lương tâm của mình quá. Nó Ok. bịp nhưng mà bịp uy tín nhưng mà vẫn thấy đánh vào lương tâm của bản thân anh ạ. Ok. Ủa, có nghĩa là bịp Thấy thật à buồn. em? Thế hôm qua em những Không, điều em không nói phải là là bịp hát đi anh ạ. mà hát hát đi. Anh ạ, quên đi. Không có Ok. bịp đâu nhưng mà bịp uy tín anh ạ. Có sao đâu, anh thấy cũng ổn mà. Thế mà làm Không thôi. biết đâu. Hát đi bà. Vâng. Hát đi Thôi, hát một em chuyển bài sang đi. ghế hát xong rồi anh ạ. Có đang Hát đông một khách bài không nhờ đi. Bông Mai nhỉ? Khá đông anh ạ, nhưng mà có sếp chip cả nhím ở Hát ga một bài không? đi. Hát ra Thế bạn muốn em tôi hát phụ bài cho. gì? Bài gì cũng được, hát bài Để tôi nhớ lại nha. Lại ra đây rồi, lại chuẩn bị phát cơm chó cho bọn em ăn nữa Thôi hả? anh ơi, bọn em đã buồn Anh như thế em này xin đấy, rồi. bọn em no lắm rồi. Ai phát cơm chó cho em Cơm đây? chó. Cái anh Ai đi làm nhím cho với anh anh? à, với Ok, cái em với nhím anh ấy cứ lại. cơm Đây chó đây với đây, phát nhau. cơm chó này. Ủa Cái nhưng thằng cơm này nó chó có với người yêu ai đâu yêu mà nó bọn phát cơm em? chó em? Bên cạnh anh ấy anh. Bên cạnh Ơ anh kìa. ấy, cái con Ôi thứ kìa. bảy. Ôi Kìa. trời ơi, sao lại Đấy anh thế? thấy Đây chưa? tự nhiên anh ngồi đây Anh thấy thấy vô chưa? duyên thế Đây đây, người yêu anh đây này. Ừ anh anh ạ, thật, anh ngồi anh sát ngồi cạnh vô bạn bạn duyên em thế đi, nhờ. anh ngồi sát một tí cạnh bạn em một Ô này tí. hôm nay không thể đánh đàn hát cho các bạn nữ nghe nữa à? Bình thường thấy hay đánh Thôi đàn hát hát ở bệnh đi. viện mà. Ai Bà dạ. hát đi, hát một Ai bài dạ. đi. Hát bài đề, Hát hát bài bài đi. đề. Hát bài đi Hát hát bài bài gì? gì? Ok, nhanh thế.
Ngày không em nhạt nhẽo. Trời ơi, em có bảo anh hát đâu. Em có phải hát đâu, anh ra đi chỗ này hát cho em mà. Hay quá, hay quá, hát tiếp đi, hát tiếp đi. Ơ? Hát đi bà, hát đi. I'm sorry. Chạc quê, quê đéo chịu được. The day you kiss my lips, light as a feather. Yeah. Ok, xong kia cứ che như kiểu thật sắp xài. Cảm hứng ấy nhờ. Sắp xài.